Vô. Giao dịch 12 viên, mỗi viên 66. Mua giá 300 xu một cục vải nồi, nói chung đang cần em. Xúc luôn 300 xu luôn. 300 xu luôn, 300 xu luôn. Hiện tại bây giờ thì 12 cục sẽ khả sở hóa được 7 phát nữa nha em ơi. Cầu trời khấn Phật bắt ba sẽ thành công. Cầu trời khấn Phật cái lần series bắt ba này sẽ thành công cái nỏ nè em ơi. Ok, chuẩn giá anh em 12 cục. 12 cục sẽ là 3K6. Ok, cảm ơn. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn bạn nhiều nhé. Đó, nói chung mua được là cũng cảm ơn. Nói chung là biết chắc chắn sẽ giá là cao nhưng mà mình cần anh em ơi. Tầm thời điểm này thì muốn hóng binh quá nên là cũng làm cho anh em xem nên là cố gắng luôn. Ok, tiếp tục khả sĩ giao dịch qua kia và hóng binh bắt thứ 3 anh em. Bắt thứ 3 anh em ơi. Rồi. Bắt thứ 3 này sẽ là 4 phát rồi bắt 4 cho anh em, nếu mà không thành công thì khả sẽ lên bắt 4 thôi. Đó. Khả sẽ chia nhỏ video ra cho anh em xem cho nó có độ hấp dẫn một chút. Một lần hóng sẽ là 50 điểm phúc duyên thì nó sẽ tốn khoảng tầm nhiều phúc duyên này nữa. Ok, chỉ mới cờ lon rồi. Tiếp tục anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại một like, một chia sẻ em ơi. Khả sẽ lên tiếp tục video hóng binh bắt thứ ba. Cái này bắt thứ ba rồi, móc một mớ tiền rồi em ơi. Server này server thân pháp anh em. Thông pháp nó là đường môn, thông pháp nó là chơi sát thương nó mới khỏe anh em ơi. Ai chơi đi, ai chơi độc sát anh em. Độc sát thì chỉ chơi những cái server nội công thôi. La chia sẻ anh em ơi, la chia sẻ lên luôn anh em ơi. Khả sẽ đưa cho nó 4 nhát nha anh em, 4 phát nha anh em. Lần này sẽ là bắt thứ 3 này sẽ là 4 phát. Rồi xong bắt 3, nếu thành công thì ok. Đó. Tiền vàng rồi, ok, hết tiền vàng rồi, lấy tiền vàng nữa. Lên luôn em ơi. Ok rồi, lấy thêm vạn. Bên này thì còn 300 vạn nhưng không đủ, phải lấy thêm. Đó, lần này sẽ là 4 phát tiếp tục nha anh em. 4 phát tiếp tục nha, cố gắng ra cái nỏ nha anh em. Anh em ủng hộ Khải ra cái nỏ nha em ơi. Này là bát thứ 3 rồi, tính ra là Khải hóng hết 8 lần rồi anh em. 8 lần rồi chưa ra gì anh em ơi. 8 lần rồi chưa ra. Ok, cố gắng nè em ơi. 1, 2, 3, 4. Ok, Khải sẽ chuyển qua nít phụ nè em ơi. Ok, Khải chuyển qua bắt nít phụ để bắt đầu phóng binh tiếp nha nè. Nói chung là có người chỉ Khải là kinh nghiệm là lấy ạc level 10 đỡ hón, nên là Khải không lấy ạc này, hón từ đầu đến cuối luôn nè. Rồi, bắt này sẽ là bắt thứ 3. Lên, cố gắng nuốt nha em, nuốt phụ duyên. Rồi, nuốt phụ duyên. Lên cho anh em xem. Cố gắng bắt 3 này với 4 lần hón sẽ lên nha em. Anh em cầu chờ cho Khải lên đi em ơi. Một like chia sẻ ủng hộ Khải nè em ơi. Ok, hóng tam sắc thạch đã, lấy tam sắc thạch đã. Tối có công thành chiến nha anh em, tối có công thành chiến nha anh em. Tối có công thành chiến nha. Anh em đang xem mọi người cho Khải một like nè em ơi, một like chia sẻ nè em ơi. Mong rằng bắt thứ 3 này sẽ thành công mọi người ơi. Cái nỏ của Khải đang rất là dang dở anh em. Phải lên được cái nỏ thì Khải mới tiếp tục tính đến cái đoạn gia truyền sâu anh em à. Rồi, Khải sẽ đỡ 4 cái riêng biệt như bên này. Cho anh em dỡ nhìn. Đó, một lần khoảng là tốn 100 xu, 100 vạn với 50 phút duyên. Đó. Rồi. Vô nha anh em. Vô. Xin cái nỏ. Đầu xanh đi lại cái kích anh em. Ở bắt 2 là đã ra cái kích rồi. Vãi nồi, bắt 2 ra cây kích rồi, bắt này lại từ bắt 2 là từ cây chì sang cây kích, đúng không? Cây chì sang cây kích. Xong rồi cây kích tiếp tục ra sông đao. Vãi nồi. Bây giờ sông đao lại về cây kích thôi, xong tôi rồi, chết rồi, kiểu này to nè. To nè anh em ơi, kiểu này lạ bay.
Ui một lần hóng 200 xu nè mà. Lần hóng 200 xu không phải 100 xu nha. Lần hóng 200 xu nè. Ôi cha cha. Kinh quá kinh quá. Trời ơi chết. Cái này to này. Cố lên em. Vãi thiệt chứ. Rồi tiếp tục. Bát thứ 3 này cố gắng sẽ thành công nè. Xin cái nỏ. Thôi xong. Lại xong đau. Vãi liền cái gì vậy trời. Rồi được xong á. Trời ơi gì mà toàn gì đâu không vậy ta. Xong đau. Dịch thương. Thương qua gì? Trời dịch thương. Thương qua xong đau. Xong đau lại qua thương. Dịch thương lại là xong đau. Vãi rồi. Chết kiểu này toàn rồi. Vãi thì cái nỏ đâu trời. Cho nhau à. Cái nỏ đâu. Vãi thiệt chứ. Cái nỏ đâu trời ơi. Cái nỏ đâu. Cần cái nỏ thôi mà sao mất mớ tiền rồi anh em. Chết rồi. Cái nỏ đâu. Đau thương lại thương đau. Chết rồi. Thương đau đau là đau thương. Thôi xong. Thua. Trời. Thương xong đau trời. Đậu xanh gì vậy trời. Thôi rồi, thua luôn á, bắt ba rồi nè em ơi. Gì vậy trời. Thôi rồi, mình bắt bó tay luôn nè. Lấy quay trời đậu xanh. Phải thiệt. Thua. Trời ơi, thua rồi. Chán dữ ta. Không hiểu luôn em. Chơi vậy, ai chơi ta, chết rồi. Bách 4 mà, bách 3 mà như vậy, chết rồi. Thua rồi. Thua rồi. Lần trước là 13 lần, lần trước đã 15 lần rồi. Lần trước đã 15 lần từ đau hai ba cái này nó đã ra cái chơi cái thương rồi mà quên lúc đó nó ra cái chơi cái nỏ rồi. Lúc đó mình không chơi nỏ thì cố gắng lên đau là tốn hết 16 lần. Giờ lần này rồi 4 lần nữa tính ra rồi, 6 2 lần này là 12 lần rồi em ơi, là 12 lần rồi. Rồi xong, nghỉ không hiểu luôn. Ra lại cái đau. Thua. Hết đường rồi. Hết muốn rồi em ơi. Anh em. Hết muốn rồi. Khải không muốn bên nữa. Khải muốn nghỉ rồi em ơi. Thua. Nghỉ. Nghỉ hóng binh từ đây. Nghỉ. Chắc nghỉ thiệt quá anh em. Xui vái rồi. Đồ chán dữ anh em. Toàn ra đảo thôi. Giờ quay lại đau như là mất hết 15 kim rồi. Bay 15 kim rồi. Vãi thiệt. Bách ba thất bại nè mày. Lại quay về cái đảo trong khi đó mình lại không xài đau. Ôi vãi rồi. Hồi như lắm vừa lại đau chả hiểu. Bán mua cái nỏ nhưng mà bán không ai mua nè em, bán không ai hỏi, không ai mua. Chứ còn bán mua thì nói làm gì. Khải rao bán 3-4 ngày nay mà không ai mua. Không ai mua anh em, cứ nó lạ vậy chứ còn có người mua thì là khác rồi. Giờ đơn giản là Khải hóng 12 lần này là hơn 15 kim rồi em. Hơn 15 kim rồi. Thôi, đã chơi đến cung rồi em ơi.